Trí Lợi và tụi mình sẽ cùng nhau công bố kết quả ba bạn đã chiến thắng trong thách vẽ mặt Box Jam của tuần vừa rồi mà anh Thư đã đặt ra cho các bạn. Các bạn có hào hứng không? Nếu mà hào hứng thì hãy comment một cái cho anh Thư biết là các bạn vui đến cỡ nào nha. Cũng đừng quên like video này trước để đón chờ xem hôm nay ba cái tên đặc biệt nhất sẽ được vinh danh trên Shopee Channel là ai nhé. Và các bạn biết không, ba bức hình đẹp nhất đã được anh Thư in ra và để trong cái hộp quà này. Ôi, các bạn có thấy chị anh Thư trân trọng các bạn không? Để hình cho hộp quà luôn. Trời ơi, Thư còn người lớn trân trọng chứ. Không mà đúng, thật sự là anh Thư trân trọng cái tác phẩm của các bạn cho nên là để vào đây. Thì trong đây là ba tác phẩm chiến thắng. Anh Thư không có chần chờ gì nữa. Bây giờ mình phải nhanh tay và mở cái hộp quà này ra và sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng ba bức hình chiến thắng nha. Rồi bây giờ thì chị ba biết là trong cái Song Thư Channel này là Thiên Thư là em của chị ba, cho nên là chị ba sẽ nhường cho em mở trước. Thôi chị ba mở trước đi. Chị ba mở trước hả? Kỳ lắm, làm chị phải nhường em chứ. Em mở trước đi. Thôi chị ba mở trước đi. Em mở trước đi. Chị ba mở trước đi, chị ba cười đúng không? Em mở trước. Chị ba mở trước. Em mở trước. Em mở trước. Chị ba mở trước đi, chị ba cười quá à. Ok, em mình muốn nhường cho mình thì mình mở vậy được, mở quà Thư rất là thích. Bây giờ Thư sẽ mở ra nha. Mày Ta cũng rất là nhạc đám cưới. Bạn à, bị cơn đúng không bạn? À, nhạc gì ta? Tăng 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 Cái gì vậy? Chẳng hạn chị em mình nó bỏ ba bức hình vô đây mà. Ôi là kỳ vậy. Ủa cái này là cái gì? Cái này là một mẫu giấy. Nè, cái hộp này trong nhà là chỉ có chị ba với em biết. Rồi bây giờ mấy bức hình ở đâu? Em cũng không biết nữa, chị ba mở giấy ra coi. Đâu biết đâu. Đâu có biết đâu, nhìn ngọt chị ba kỳ quá nha. Chị hận thôi. Ôi trời ơi. Các bạn. Đây. Chữ ai kỳ quá vậy? Chữ của Thiên Thư hả? Chữ của Thiên Thư mà chữ ai chứ vậy? Đây là thử thách Thiên Thư đặt ra cho anh Thư. Cái ngày công bố kết quả mà cũng đặt thử thách nữa. Hãy đi xung quanh phòng và tìm ra các bức hình được giấu. Vậy bây giờ công việc của anh Thư là Thư phải đi tìm ba bức hình bị giấu trong căn phòng của anh Thư. Ok, có gì đâu mà sợ luôn các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm thôi. Let's go. Thế các bạn ơi, bây giờ công việc của anh Thư là phải đi kiếm ba cái bức ảnh của ba bạn chiến thắng trong cái thách Box Jam. Bây giờ anh Thư cũng thấy rất là lo lắng và cái căn phòng này cũng ngóc ngách cũng rất là nhiều. Thôi Thiên Thư, giờ Thiên Thư nói đại cho chị ba biết cái chỗ nào để chị ba kiếm cho lẹ đi. Số tính. Bây giờ anh Thư nghĩ là cái chỗ mà đầu tiên trong cuộc đời anh Thư là chắc chắn là ở cái kệ tủ anh Thư mới kiếm ở đây. Ít nhất Thiên Thư cũng phải để trong cái kệ tủ. Ồ đây là phải không? Đây là không phải. Thôi không biết là có giấu dưới gối không ta? Không có luôn. Thiên Thư làm gì á? Xấu tính, xấu tính. Qua cái tủ này Thư coi coi. Quần. Trời ơi, chị Thư phá tủ. Toàn là quần với áo. Thôi, mở tủ này. À! Các bạn ơi, coi nè. Trong cái tủ đồ của anh Thư có cái gì đây? Ha ha. Mình đã tìm ra cái bức ảnh của một bạn chiến thắng đầu tiên. Rồi. Khe khe. Dễ thương quá các bạn ơi, dễ thương quá. Rồi Thiên Thư cầm chị ba nha. Ok. Thiên Thư đi giấu đi nha. Để coi cái bên mặt tủ bên đây coi có. Ồ, không có các bạn ạ. À. Cái vào toilet xem. Không biết là Thiên Thư có bá đạo tới nỗi mà để trong toilet không ta. Không thấy. Ồ. Ý. 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 Thấy rồi nha. Và đây là tấm ảnh của bạn chiến thắng thứ hai. Trời ôi rách rồi, sorry bạn, nếu bạn có thấy bạn thông cảm cho mình nha. Ai đằng sau có to đàng hoàng luôn nè. Đây. Ê, các bạn có thấy tóc của bạn này giống anh Thư không? Nếu thấy giống thì comment cho anh Thư biết. Còn mắng tim chứ. Rồi, giữ cho chị ba nè.
Có một cô nàng đang rất là buồn vì mình đã bị phát hiện. Không sao đâu, Thiên Thư đi giấu tiếp đây. Ồ, cái này cuối cùng khó lắm. Ở dưới cái bàn, cái ghế rồi. Không có. Ao. Đâu. Cái gì đây? Thiên Thư cũng thông thậu thiệt. Đây các bạn ơi, đây là bức ảnh của bạn cuối cùng. Cũng quá là dễ thương luôn, quá dễ thương luôn các bạn. Ha ha. Thiên Thư cầm đi Thiên Thư ơi. Thiên Thư thua rồi, khó khô. Ok các bạn ơi, đây là ba hình của ba bạn đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Và anh Thư cảm thấy rất là vui khi mà đã chọn ra ba bạn này. Thì ok, cái bạn đầu tiên, lý do tại sao mà anh Thư và Thiên Thư chọn, tại vì đây là một cái bạn đó là vẽ cái đôi mắt của Chân Dung rất là đẹp. Vẽ cái đôi mắt và cái miệng cười trông rất là dễ thương. Và đặc biệt là bạn ấy vẽ một cái bộ tóc và thiết kế một cái nón Noel. Đó thì cái nón này rất là hợp với không khí sắp tới vượt mùa, cho nên là tụi mình quyết định là chọn cái tấm hình này luôn. Và bạn này có tên là Kiều Ruby Channel. Cho nên là các bạn nào mà muốn tìm hiểu về bạn Kiều Ruby Channel ở trên Upbox Jam, hãy lên và kết bạn với bạn đó nha. Và tiếp theo là bạn này, sorry bạn thì bị rớt một miếng. Anh Thư cảm giác như bạn ấy đang vẽ anh Thư thì phải. Lần ở trong một cái video á, là anh Thư có mặc một cái áo trắng sọc vàng tay dài. Và cái tóc của anh Thư cũng màu vàng và nó ngắn cỡ này nè. Thì anh Thư cảm giác anh Thư ở trong đó nên là anh cũng thấy dễ thương quá, anh Thư lấy về luôn. Đó. Còn Thiên Thư nói lý do tại sao mà hai đứa mình lại quyết định chọn cái tấm hình này cuối cùng này đi. Tại vì Thiên Thư thấy đôi mắt của bạn này tròn, xoe, óng ánh nè. Đúng rồi, bạn ấy vẽ mà nó óng ánh, nhìn rất là thật, rất là chân thật luôn. Còn ở trên đây thì bạn đã trang trí một cái nơi cho nổi bật. Với lại mái tóc của bạn nó xoăn xoăn á, cái bạn nhìn rất là dễ thương. Và cái màu sắc rất là hài hòa nữa. Giống như là tóc màu đen, mắt đen, nhưng mà cái nơ và cái áo có màu đỏ giống nhau. Đó là một cái sự kết hợp màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Bạn này có tên là Kelly324. Và cái bạn mà vẽ giống như anh Thư có tên là Spring Army 09. Tất nhiên là ba bạn này sẽ được vinh danh trên kênh YouTube Song Thư Channel rồi. Yeah! Vui quá! Một lần nữa anh Thư xin chúc mừng bạn Kelly324 và bạn Kiều Ruby Channel và bạn Spring Army 09. Yeah! Để mà tuyên dương bạn đó vì cái sự cố gắng của bạn đó. Thì bây giờ tụi mình suy nghĩ xem như thế nào. Bạn sẽ cùng đợi lúc. Ok các bạn ơi, sau khi mà lựa ra ba bạn thì xong tôi đã lựa ra được một bạn, cái bức hình mà nó là xuất sắc nhất. Đó chính là bạn đó chính là bạn nữa. Nhìn hoài vậy, sao mày nhìn hoài vậy, thôi không tuyên bố cái tên đi, làm lại nha, không nhìn nữa mà mất kiến vô. Đó chính là bạn Kelly 324. Chị nào Thư rất là vui khi mà có rất là nhiều bạn tham gia cái thử thách mà anh Thư đặt ra. Thực sự là Thiên Thư với chị anh Thư cảm nhận tình cảm bạn rất là nhiều luôn á. Đúng rồi, rất là nhiều qua những cái bức hình và những cái comment đó. Ok các bạn ơi, nếu như mà các bạn cảm thấy thích và vui và muốn chia sẻ với Song Thư nhiều hơn mọi thứ trên đời này nữa thì cứ follow cái kênh Song Thư Channel ở trên Upbox Jam để theo dõi các hành động của tụi mình nha. Các bạn có thể vô đó chơi cái trò tìm 5 điểm khác nhau á chị ba. Đúng rồi, tìm 5 điểm khác nhau. Đúng. Anh Thư nhiều khi tìm hoài muốn nổ cân mắt luôn cũng chưa có tìm ra. Các bạn cũng đừng quên share cái video này ở trên Facebook của các bạn và giới thiệu cho bạn bè kênh Song Thư Channel trên Box Jam bằng cách là các bạn hãy chia sẻ cái link download ở bên dưới cái phần description box nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you.
down, 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 down,